chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của bà Dê nữa rồi đó. Thì hôm nay bà Vê đang cho Mon ăn chút gì chưa, mà nãy giờ vũ nó ra ngoài nó không ra mọi người, kìa mà tự nhiên hả, chưa nắng nóng quá thích nấp vô dưới xe hay gì nè, ăn không, ăn bước ra vướng ra em ơi, vướng ra đây suy nghĩ mọi người, suy nghĩ mày có cho tao ăn thiệt không hay là mày dụ tao dậy Vê đó, để suy nghĩ ăn không. Thôi bây giờ bà Vê góp cách để dụ Mon ra. Thấy chưa? Mình mới đứng dậy một cái là coi ảnh kìa. Lương lẹo, yes, lương lẹo luôn. Đã thì ghê hơn, vẫn không chịu lết ra khỏi cái xe. Bà Vê có cách để lết ra khỏi cái xe liền. Bây giờ bà Vê sẽ dẫn Na đi chơi, gặp người yêu của Na là Mon đi theo liền. Mọi người cũng tin đúng không? À, mình về mình thử nè. Mình dẫn Na đi ra chơi đó. Mọi người thấy chưa? Trời ơi! Dẫn người yêu của ổng ra là thấy... Trời ơi! Mình nói nè. Đây là người yêu của Na mọi người. Mới ra cái đi ẩn với con. Đây, cho gặp người yêu. Anh da đen. Đó, rất là cô te hộp me luôn mọi người. Thấy ghê không? Ồ, dễ thương quá. Trời, ông này ông cao, yes, cao luôn. Đây là ông Ken nhà hàng xóm nha mọi người. Rất là yêu luôn. Đó, Mon đang buồn. Mon đang buồn. Tại sao chị lại dẫn Na của em đi đã? Ok la mọi người luôn. Thì hồi nãy giờ đã cho Na gặp người yêu rồi. Bây giờ mình dẫn Na vô nhà mọi người. Vô con ơi. Bà nãy. Trời đất ơi, mê trai quá nè, không chịu vô luôn. Thôi kệ, mình cứ để đó đi. À, thì hôm nay mọi người có thấy cái gì lạ không? Đã hôm nay tóc bà về rất là mượt mà chim én liền luôn. Đó, thì hôm nay nhờ tóc mềm như vậy nè nên bà Vê quyết định là sẽ chơi một trò chơi khá là kinh dị liên quan tới tóc. Nó giỡn chứ, game này cute đó mọi người. Trời ơi, tóc xanh, tóc vàng, tóc đỏ, banana luôn, rất là yêu luôn. Bây giờ mình sẽ vô liền luôn, chị em coi cái game đó là gì he. Wow, thì cái trò chơi ngày hôm nay có tên là Hair Challenge gì đó. Nói chung là liên quan tới đầu tóc. Thì dạo này tóc mình ngắn quá thì mình làm gì? Mình đi nói tóc là chứ không gì hết trơn đó. Bây giờ mình sẽ lết vô, mình đi nói tóc. Để tóc càng dài là mình càng thắng cuộc trong trò chơi này. Bây giờ mình về sẽ thử đó. Bây giờ là hiện tại là một cô bé tóc ngắn màu cam cam, mặc cái đầm rất là xì tinh luôn. Cũng được đó, bây giờ mình vuốt mình chơi rồi đó. Mình vuốt qua vuốt lại để mình chơi. Mọi người không được để cho cái gì ta, cái mà răng cưa nó cắt cái tóc mình. Như vậy là mình sẽ bị thua, hiểu không? Ê trời, hú hột chi mén mén tí nữa là trời ơi, xanh điệu chưa. Tóc là dài là tới mông rồi đó mọi người ơi. Đó, mình ăn miếng tóc nữa nè. À, cái nào phải ăn mà mình đi nói tóc nha. Trời ơi, tóc bà Vê dài chưa, quá đỉnh cái. Đừng cắt tóc tôi đó. Cô bé tóc nào dài thần lòn dài banh ơi. Bây giờ mình sẽ đo tóc. Mình đo coi mình được bao nhiêu cm nha mọi người. Đó, mình kéo. Trời đất ơi, hồi nãy giờ thôi á mà được tới 65cm luôn á hả? Trời ơi, tóc dài dữ thần chị mén. Cái kiểu này là gọi đầu 80 tiếng chưa xong luôn mọi người. Thôi mình tiếp tục, mình tiếp tục cái dòng máy nè mọi người. Đã mình ăn kim cương, mình được tới 65 kim cương luôn. Quá ghê, thì mình tiếp nha. Yeah, gáo hai chị em ơi. Bây giờ mình vừa qua, mình chơi tiệm này đó. Mình dẫn ăn tóc nha, mình ăn tóc đẹp. Ê, đừng cắt tóc tôi. Cô bé tóc nào rất là quyến rũ và mong đó mọi người. Quyến rũ và tóc nha. Đó, mình quất thêm. Ê, đừng. Trời ơi, hú hồn chim én mọi người ơi. Cái đợt này là mình ráng mình phải được bằng một miếng tóc mà nó dài. Trời, rồi xong. Mọi người có nghe một tiếng phè không? Nó cắt cái tóc mình bớt đi rồi. Bây giờ không biết mình được bao nhiêu xăng nữa. Nên mình thử, mình chạm và giữ nha mọi người. Rồi xong luôn, vẫn là 65 xăng. Nói chung là cái đợt này mình bằng cái đợt kia luôn rồi. Thôi kệ, để qua nhập sau coi mình được 100 xăng không. Quá là thành công cái dòng này. Bây giờ tiếp tục mình sẽ quất tới cái dòng này luôn. Để xem tóc mình. Rồi xong. Nhảy luôn. Trời đất ơi, cái đợt này có đu bằng tàu lượn siêu tốc nữa mọi người. Mình được đi tàu lượn siêu tốc nữa. Cô bé tóc rồi xong luôn. Cắt ngắn ngang dài luôn rồi mấy bé yêu ơi. Mình sẽ ăn thử cái đống tóc hồng này xem như thế nào đó. Rồi xong, tôi nghi lắm. Tôi nghi cái đợt này là tóc ngắn hơn rồi. Thôi kệ mấy bà, đợt này mình được đi cầu trượt xuyên không nên mình cũng khá là ok la he. Trời ơi, đợt này các bà mà làm rằng thì mệt à. Tại vì đợt này cái dòng này hơi khó chút xíu mọi người ha. Quá ngắn dài.
mình qua dòng sao coi mình lên không, mình lên trình không. Tức dễ sợ tức luôn, thôi kệ đi, mình quốc tế, mình không có ngán ai hết nên mình quốc tế mọi người. Thôi bây giờ là một cái bé tóc xanh bé, mình phải chạy ngang qua cái khúc này không được cho cái này nó cắt cái tóc mình, hiểu không? Rồi ăn miếng tóc hồng nè mấy chị em ơi, rồi mình ăn nguyên một dãy tóc banh mặt. Rồi xong ăn tóc, ăn cho cố vô rồi xong mình lọt hết rớt xuống lô dài, rớt xuống lô dài. Bây giờ mình phải thử lại đó, mình lại, mình lại tiếp tục mình ăn miếng tóc banh nâu nè, ăn tóc nâu xong cái mình quớt thêm miếng tóc nâu nữa. Trời ơi quá đỉnh, quá đỉnh, đừng rớt xuống hố nè em, đừng rớt hố em ơi, đừng rớt hố em nha. Đã thấy ghê không, trời ơi mình không rớt hố chị em ơi. Trời ơi đây cái lưỡi cua bự dữ bà nội ơi. Wow, không được rớt xuống hố, cực dài rồi, cực dài rồi. Trời ơi hôm nay mình đổi tóc cam lè cam lét luôn, quá là xịn xò, để xem bao nhiêu xăng. 80 cm. Trời ơi ok la mọi người luôn, thì cái dòng này mình phải quyết tâm, mình phải quyết tâm để mình đạt trên cái bản thân mình chứ đúng không, là mình đạt được 100 điểm luôn. Trời ơi được không ta, thử coi sao, lỡ được sao đó. Mình ăn nguyên một nồi tóc đủ màu chim én luôn, rất là xanh điệu nha chị em ơi. Đó rồi mình quớp thêm bên đây nữa, rồi mình ăn nguyên một dãy tóc xanh lá. Ơi này xanh dương, trời đất ơi nguyên một cái cái đồ này ghê quá. Đừng giữ chị về nghe, giữ chị về không dễ đâu đó. Thì mình ăn nguyên cái dãy tóc á, đâu đâu rồi xong. Trời đất ơi đi ngang qua nó cắt hết tóc tôi rồi mấy bà ơi, tôi tức quá mà, tôi tức quá. Ủa không thấy cái hố luôn á mọi người, thật sự là không thấy cái hố luôn mà mình gớt xuống mình không biết luôn. Trời ơi bạn đã thất bại, tôi tức ghê, tôi không thấy cái hố, thật sự mình lau mình đi à, mình nói tóc quá cái mình không thấy cái hố. Rồi bây giờ mình sẽ lết đi tiếp. Trời đất ơi lại là cái dòng này, ăn một nồi tóc đủ màu luôn, mong là chị em đừng có cẩn thận hơn chút xíu nha. Đó đây, đây tóc mình đang cực dài mọi người phải vừa qua. Ê đâu đó đó, rồi xong ăn cho có, rồi đi ngang qua cái đó nó bị bắt tóc luôn. Trời đất ơi là trời, tóc của tôi giờ đây thôi kệ, mình phải cố gắng mọi người. 100 điểm đang chờ chúng ta, 100 điểm đang chờ chúng ta. Ôi là trời, thua nữa rồi. Dòng này nha, dòng này mà không thắng nghe, nghỉ chơi, nghỉ chơi liền. Dòng này phải thắng nha mọi người. Tôi tức cái hố đó quá nghe, tôi tức ghê đó, tôi sẽ không bị lặp lại cái lịch sử này lần hai đâu mọi người ơi. Chơi lại, đó mình thử lại lần nữa nè. Cô bé mạnh mẽ, thấy cô bé đúng như vậy là thấy mệt rồi đó. Cô bé ơi, cô bé tóc cam ráng giúp bà Vê đạt 100 điểm nha cô bé tóc cam ơi. Rồi ăn tóc đi em ơi, nói tóc vô em ơi. Thôi mình chơi phương thức an toàn đi mọi người. Mình ăn những cái chỗ mà nó ok la một chút xíu, nhưng mà nó không có bị những cái mối nguy hiểm mình gặp he. Rồi mình ăn miếng tóc cam luôn đã. Rồi mình ăn nhẹ nhàng. Đừng. Trời đất ơi cuối cùng cũng bị cắt miếng tóc rồi mấy bà ơi. Hu quá buồn luôn. Mà không sao, mình phải tập trung chuyên môn nè. Mình tập trung chuyên môn nè. Đã rồi. Không sao. Bình tĩnh. Mình lên được nấc thang rồi, mình lên được nấc thang rồi. Chưa thắng rồi. Mà mình đo coi được 100 điểm không. Ủa được 65 điểm hà. Giờ sao ta? Giờ bonus thêm vòng nữa nha. Không 100 điểm là giận hết sức giận nha. Ráng lên chị em ơi. Yeah. Ủa mình được một cái chị này mới, chị này mới luôn nha. Rồi mình vô mình chơi luôn các chị em ơi. Yola. Đó bây giờ dòng mới nghe, để xem cái dòng này mình có vượt qua được cái bản thân của mình không. Rồi xong cắt cái tóc tôi luôn dài. Mình phải chạy từ từ qua cái khung này là nguy hiểm lắm mọi người. Đó mình lên cầu thang nè, mà mình đi xuống cầu thang mình ăn thêm miếng tóc xanh nè. Cho chuẩn bị đu cầu trượt nè, chuẩn bị đu cầu trượt lên em ơi. Đó lên luôn em ơi, đu cầu trượt. Nhưng mà mình vẫn quẹo qua quẹo lại, mình quẹo tới quẹo luôn. Trời ơi cái bộ tóc hồng nó tươi rối tình thần dễ sợ luôn. Mình đo kìa, mình đo cái bình được 100 điểm không nè. Giờ nè, 105 điểm luôn. Trời đất ơi cuối cùng cũng hoàn thành cái nhiệm vụ, hoàn thành cái thử thách bản thân bà Vê tự đặt ra. Nên mọi người á hả, nếu mà thấy cái clip này của bà Vê thì nhớ tặng liền cho tôi một like, một subscribe nha. Bây giờ bà Vê sẽ nghỉ cái game này, mình chỉ biết game khác mình chơi
cho mọi người coi. Nếu bạn nào mà được hơn 100 điểm giống bà V trong cái game này thì comment phía dưới cho tôi biết luôn. Còn bây giờ thì bye.